Xin chào các bạn, tôi là Nguyễn Linh. Hiện tại công việc của Linh đó là chuyên viên tư vấn dinh dưỡng cho các con, giúp các con cải thiện những tình trạng là táo bón, biếng ăn, kiến hấp thu hay là những bệnh vặt ở trẻ nhỏ. Hôm nay Linh sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện về một vị khách hàng của Linh đã dùng sản phẩm của bên Linh và đã được cải thiện tình trạng cho con. Đó là chị Thúy Nguyễn, chị 36 tuổi và chị quê ở Cam Lâm, Khánh Hòa. Trước khi sử dụng Siro Mickey Kit thì con của chị đó là bé Minh Khoa 10 tháng thì tình trạng của bé là bé bị táo bón kéo dài, có khi là một tuần lễ hoặc 5 ngày bé mới đi vệ sinh. Mặc dù bé uống sữa mẹ và kết hợp ăn dặm và uống nước rất là nhiều nhưng cũng không giúp cho bé cải thiện được cái đại tiện của bé. Thì sau khi chị Thúy liên hệ với Linh và sở hữu một hộp Siro Mickey Kit về cho con dùng thì trong vòng 15 ngày thôi, bé đã được cải thiện cái việc đi đại tiện của bé, là bé sẽ đi thành 2 ngày một lần. Và sau khi bé sử dụng hai hộp Siro Mickey Kit và đến hiện tại là bé đã ngưng dùng Siro Mickey Kit rồi, nhưng việc đi đại tiện của bé nó vẫn đều mỗi ngày, cứ sáng mẹ trước khi dậy đi học là con đều đi đều hết. Và bây giờ em Linh sẽ hướng dẫn cho mọi người 3 bước giúp cho mọi người kết hợp cái việc vừa uống Siro Mickey Kit và tập luyện cho con, để giúp cho con có một cái hệ tiêu hóa tốt và con sẽ đi đại tiện đều mỗi ngày nhé. Bước đầu tiên là mẹ hãy tập cho con một thói quen là đi vệ sinh đúng giờ. Ví dụ như buổi sáng 6 giờ hoặc 7 giờ các mẹ nên xi cho con ngồi bô. Mình hãy tập đều đặn mỗi ngày cho con để con có một cái thói quen là sáng dậy con phải đi. Bước thứ hai, đối với các bé đã ăn dặm thì các mẹ nên tăng cường cho con nhiều chất xơ nhiều hơn và cho con uống nước nhiều vô. Và kèm vào đó các mẹ nên cho con uống thêm những cái sữa chua. Đối với bé trên 1 tuổi thì nên uống thêm cái sữa chua để nó kích cái hệ tiêu hóa của con. Bước thứ ba là đối với những bé mà dưới 1 tuổi, bé còn nhỏ thì các mẹ hãy cố gắng tập cho con thể dục cho con buổi sáng, đó là tập gấp bụng, mấy các mẹ sẽ lấy đùi của con và gấp bụng như con và sau đó massage cái vùng rúm của con theo chiều kim đồng hồ tầm cỡ 5 phút và sau đó các mẹ hãy tập cho con đạp xe đạp tại chỗ cái chân con á, để làm gì, để vận động cái hệ tiêu hóa, giúp cho cái đường ruột của con nó được vận hành thì giúp cho cái việc đại tiện của con mỗi ngày nó sẽ đều hơn. Siro Mickey Kit là một dạng thực phẩm bổ sung giúp các con cân bằng được những cái vi chất bị thiếu hụt trong cơ thể của con, giúp cho hệ tiêu hóa của con được phát triển toàn diện và tốt hơn. Và sản phẩm đạt rất là nhiều giấy chứng nhận an toàn thực phẩm, giấy chứng nhận về sản phẩm chất lượng hàng đầu tại Việt Nam. Và Siro Mickey Kit có 3 công dụng rất là hiệu quả và chính bản thân Linh đã trải nghiệm, đó là nó giúp chúng ta giảm được cái việc bị say xe vì nhờ có hồng sâm, và nó làm chúng ta sẽ không bị mệt khi mà đang bị bệnh hay là bị suy nhược, thì cái Siro Mickey Kit nó giúp các bạn giải quyết được cái tình trạng là đang mệt mỏi của mình. Và đặc biệt là ở Siro Mickey Kit, một gói của nó là liều lượng 6ml, nó hơn hẳn những dòng sản phẩm khác chỉ có 5ml, thì nó sẽ giúp cho quá trình hấp thụ chất dinh dưỡng đối với cơ thể con một cách nhanh hơn những sản phẩm khác. Hãy liên hệ qua Zalo hoặc gọi điện thoại trực tiếp qua số hotline 0905 510 558. Nếu như con của các bạn hay là người thân của các bạn đang gặp những tình trạng biếng ăn, kém hấp thu, táo bón hoặc là bệnh vặt nhiều, hoặc là người già đang bị suy nhược thì hãy liên hệ ngay cho Linh nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi video này.